Những tên tội phạm luôn luôn có cách đối đầu với công an khi bị bắt. Một người buôn ma túy đã cầm lựu đạn để đe dọa lực lượng chức năng. Và cái kết như thế nào? Mời mọi người cùng theo dõi với Sang Vàng TV nhé. Trưa ngày 24 tháng 7 trên quốc lộ 7, tại địa phận xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, nhà chức trách đã khống chế Sòng Bá Hử 30 tuổi và Sòng Bá Và 31 tuổi do nghi vận chuyển ma túy. Khi bị bao vây, nhóm nghi phạm cầm một quả lựu đạn rút chốt định ném để thoát khỏi vòng vây nhưng mà lập tức đã bị cán bộ biên phòng khống chế. Nhà chức trách thu hơn 60.000 viên ma túy tổng hợp, 2 kg tinh thể màu trắng. Các nghi can đã khai nhận là vận chuyển ma túy tổng hợp và thuốc lắc từ Lào về Nghệ An. Rất may lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế hành động táo tợn này của bọn tội phạm. Hy vọng rằng pháp luật sẽ có những bản án thích đáng cho những đối tượng buôn bán ma túy rành mảnh.